Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình và ngay sau đây sẽ là những bản tin tổng hợp. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây, saffron. Vâng thưa quý vị, một con rắn đã được tìm thấy trong khoang hành lý của một chiếc máy bay tại sân bay quốc tế Dubai. Và điều này cũng đã gây ra sự gián đoạn và chậm trễ đáng kể cho chuyến bay này. Theo đó, sự việc xảy ra trong chuyến bay của hãng Air India Express xuất phát từ sân bay quốc tế Calicut ở Kerala của Ấn Độ. Đây là một trong những sân bay được xem là bận rộn nhất của quốc gia này. Đài truyền hình của Ấn Độ đưa tin rằng lực lượng cứu hỏa được thông báo về sự việc này và kẻ quá gian đã nhanh chóng bị bắt giữ và toàn bộ chiếc máy bay được khử trùng ngay sau đó. Tuy nhiên, đây là loài rắn nào thì vẫn chưa được tiết lộ. Đây không phải là lần đầu tiên mà một con rắn xuất hiện trong chuyến bay chở khách. Vào tháng 10, thì một con rắn sọc được tìm thấy đang trườn quanh lối đi của một chiếc máy bay tại sân bay quốc tế Newark. Mặc dù con rắn này vô hại, thế nhưng sự xuất hiện của nó đã gây xôn xao cho những hành khách trên chuyến bay. Trước đó vào tháng 2, thì một chuyến bay nội địa của hãng AirAsia ở Malaysia buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một con rắn trong khoang hành lý cũng đã xuất hiện. Những động vật khác cũng được báo cáo gồm có một con nhện Tarantula lớn và một con chim bị mắc kẹt trong khoang hành lý của chuyến bay kéo dài 8 giờ đồng hồ từ Bỉ cho tới Hoa Kỳ. Sự việc vừa xảy ra khiến cho hành khách tại sân bay Dubai bị trì hoãn trong nhiều giờ đồng hồ. Nhiều người trong xã hội lên mạng xã hội phàn nàn về sự gián đoạn này. Một người thì cho biết rằng có rắc rối trong khoang hàng hóa, vì vậy chúng tôi mắc kẹt tại Dubai tới 7 giờ. Chiếc Boeing 737 cuối cùng này cũng đã được phép bay và may mắn không có ai bị thương. Tất cả đã rời khỏi máy bay một cách an toàn và cơ quan quản lý hàng không địa phương đã ra lệnh điều tra sự việc nói trên. Tiếp theo bản tin của chúng tôi cho biết rằng đại bàng đầu bạc bị ngộ độc sau khi ăn xác động vật bị chích thuốc cho chết. Thưa quý vị, trong tháng 12 này có nhiều con đại bàng đầu bạc, một giống chim hùng vĩ được người dân Mỹ quý trọng đã được tìm thấy là đã chết tại những khu vực gần bãi rác Pine Bend ở vùng ngoại ô Invergrove Heights của thành phố Minneapolis. Ba con đã chết và 10 con khác cũng đã bị bệnh. Những con đại bàng này được cho là đã ăn xác của các loài động vật bị chích thuốc cho đến chết rồi vứt bỏ bất hợp pháp tại bãi rác. Theo thông tin trên tờ báo Minneapolis Star-Tribune cho biết rằng các viên chức động vật hoang dã của tiểu bang và liên bang hiện nay vẫn đang tiếp tục điều tra sự việc. Những con chim bị bệnh đang được chăm sóc đặc biệt tại trung tâm Raptor của trường đại học University of Minnesota. Giám đốc điều hành của trung tâm này là bà Victoria Hall cho biết rằng bà rất lạc quan, chúng tôi sẽ hồi phục được chúng. Cũng theo bà, khi những con đại bàng được tìm thấy thì một số đã nằm bất động, úp mặt xuống tuyết và nhân viên của trung tâm Raptor không chắc là chúng còn sống hay không. Các bác sĩ thú y nghi ngờ rằng những con đại bàng chết sau khi ăn một phần xác của một con vật đã bị cho là đã cho uống thuốc để chết. Một số con vật bị tiêu hủy cũng đã được đưa tới bãi rác trong những ngày đầu tháng. Bà này cho biết rằng những động vật đã bị chích thuốc cho chết bằng hóa chất phải được chôn cất để các loài động vật khác không thể ăn xác của chúng. Trong số 11 con đại bàng được đưa đến trung tâm Raptor thì có 3 con bị ngộ độc chì và 1 con bị virus cúm gia cầm đã chết. 2 con đại bàng khác được tìm thấy cũng đã chết gần bãi rác. Một quỹ giúp đỡ phi lợi nhuận được thành lập để giúp để trả chi phí cho việc chăm sóc những con đại bàng này. Và tiếp theo là bản tin cho biết rằng lý do khiến cơ thể của chúng ta dễ tăng cân vào mùa đông. Thưa quý vị, việc thay đổi nội tiết tố làm gia tăng cảm giác đói, tăng lượng calo nạp vào cơ thể và lười hoạt động đó chính là những nguyên nhân mà khiến cho nhiều người trong chúng ta dễ tăng cân vào mùa lạnh. Theo đó, tăng cân vào mùa đông là hiện tượng phổ biến và thường do các yếu tố như là ít hoạt động, tiêu thụ quá nhiều calo trong những ngày nghỉ. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng mọi người của chúng ta dễ tăng cân vào mùa đông nhiều hơn so với mùa hè. Trọng lượng của cơ thể cũng cao nhất trong những tháng mùa đông và được duy trì trong phần còn lại của năm. Dù những thay đổi nhỏ về cân nặng không phải là điều đáng lo ngại, nhưng mà việc tăng cân đáng kể có thể ảnh hưởng tiêu cực tới một số khía cạnh sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Các chuyên gia đã chỉ ra một số nguyên nhân khiến cho nhiều người dễ tăng cân nhanh chóng trong những tháng mùa đông hoặc khi thời tiết trở lạnh. Theo các nhà nghiên cứu, lý do đầu tiên tăng cân vào mùa đông là lượng calo nạp vào cơ thể tăng lên. Điều này xuất phát từ khẩu phần ăn lớn, tần suất tiêu thụ thực phẩm và đồ uống có hàm lượng calo cao cũng tăng lên.
Bên cạnh đó, vấn đề thay đổi nội tiết tố trong mùa đông cũng đã làm gia tăng cảm giác đói. Nghiên cứu cho thấy mức độ melatonin là hormone chịu trách nhiệm cho chu kỳ ngủ và thức. Cảm giác thèm ăn của cơ thể nó tăng tới 80% trong mùa đông. Giấc ngủ bị gián đoạn cũng có thể khiến cho nhiều người cảm thấy đói và lại tìm đến các món đồ ăn vặt. Khi ấy, cơ thể tích tụ quá nhiều calo khiến cân nặng gia tăng. Và trạng thái ngày ngắn, đêm dài của mùa đông cũng khiến cho nhiều người lười hoạt động thể chất hơn. Vì thế mà các chuyên gia khuyến nghị chúng ta nên chọn những món ăn bổ dưỡng, ngon miệng và ít calo như là gà tây, salad, rau củ trong những bữa ăn tối. Cân nhắc kỹ lưỡng khi thưởng thức các món ăn có hàm lượng calo cao như là các loại bánh ngọt và phô mai. Ngoài ra, chúng ta cũng nên duy trì tập thể dục, tương tác xã hội để cải thiện cả về sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần. Và tiếp theo bản tin khá thú vị, thưa quý vị, dòi làm tổ trong tay của người đàn ông. Theo tờ New York Post đưa tin rằng một người đàn ông 64 tuổi đã bị triệu chứng là đau tai, lỗ tai bị chảy máu và rỉ dịch. Thế là ông đi bác sĩ và phát hiện ra rằng có nhiều con dòi hay còn gọi là ấu trùng nhặn xanh làm tổ trong màng nhĩ. Theo đó, các bác sĩ tại bệnh viện Pedro Hispano đã trình bày một trường hợp bệnh hiếm gặp trên tạp chí y học New England. Cụ thể, sau 5 ngày bị đau tai, bệnh nhân này nhập viện và được các bác sĩ phát hiện vô số ấu trùng di động đang chặn ống tai. Một phần màng nhĩ thì cũng đã bị thủng. Các bác sĩ đã khử trùng bộ phận bị thương bằng hỗn hợp thuốc nhỏ tai kháng sinh, dung dịch oxybutyric và thuốc kháng sinh đường uống. Sau đó họ dùng một loại kẹp đặc biệt để loại bỏ ấu trùng chết khi đã làm ướt tai. Tiến sĩ Katharina Rato, bác sĩ điều trị trường hợp bệnh, cho biết rằng những con dòi có hình trụ màu trắng vàng là một loại ấu trùng ăn thịt động vật máu nóng. Dòi cái có thể đẻ từ 250 tới 500 quả trứng và chúng thường nhắm vào vết thương ở động vật. Khi chúng lớn lên thì có thể tấn công, đục thủng màng nhĩ và các cơ quan xung quanh, gây những biến chứng nghiêm trọng như là viêm màng não, thủng màng nhĩ rồi dẫn đến tử vong. Rất may trường hợp này đã được phát hiện sớm và chữa trị kịp thời, may mắn đã phục hồi sau một tuần nhập viện. Vì thế các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi bị côn trùng bay vào tai. Nếu cảm thấy đau hay là có dịch lạ như máu, mủ từ tai chảy ra thì nên đến ngay các bệnh viện để giải quyết kịp thời. Bên cạnh đó, người dân không nên tự lấy dị vật hay là làm những việc gì khác ở nhà, khiến cho các loại dị vật có thể dễ bị đẩy vào sâu hơn và điều này cũng có thể gây tổn thương và khó khăn cho vấn đề điều trị. Và trước khi chia tay tới quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Khoa sẽ gửi đến quý vị một thông tin có liên quan tới công nghệ và lại có vấn đề giải trí. Cho biết rằng iOS 16.2 trên chiếc iPhone của chúng ta có thể có tính năng hát karaoke. Theo tờ Tech News cho biết rằng bản cập nhật iOS 16.2 được quả táo Apple phát hành vào sáng 14 tháng 12 có thêm một số tính năng mới như là hát cùng Apple Music, công cụ Freeform, hạn chế AirDrop công khai. Theo đó, bản cập nhật mới này có dung lượng gần 1.3GB và là bản cập nhật lớn thứ hai kể từ khi hệ điều hành iOS 16 ra mắt vào giữa tháng 9. Trong đó có tính năng hát với Apple Music cho phép hát karaoke thông qua lời bài hát hiển thị trên app này. Người dùng có thể chọn hát riêng, hát song ca cùng nghệ sĩ gốc bằng cách tăng giảm âm lượng. Tuy nhiên, để sử dụng Apple Music thì một số người phải ghi danh để sử dụng với mức giá hàng tháng. Và tính năng thứ hai mà Apple từng nhấn mạnh là Freeform, ứng dụng đầu tiên xuất hiện trên iOS, tập trung khả năng hỗ trợ làm việc nhóm. Theo đó, một nhóm không gian làm việc chung sẽ được chia sẻ cho cả nhóm để sử dụng trên iPhone, iPad và máy tính Mac. Khi một người viết, vẽ, chèn thông tin lên không gian chung này thì thông tin sẽ được hiển thị đồng thời trên các thiết bị của cả nhóm. Và ngoài ra, hãng này cũng bổ sung thêm tính năng có liên quan tới màn hình khóa như là thêm các widget để theo dõi giấc ngủ, thuốc, ấn hoàn toàn hình nền màn hình với chức năng Always On trên iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Ngoài ra, Game Center hỗ trợ chia sẻ Share Play chơi cùng bạn bè trong cuộc gọi FaceTime. Ngoài ra, một thay đổi nhỏ khác trên iOS 16.2 là hạn chế AirDrop công khai. Tùy chọn nhận dữ liệu AirDrop từ mọi người sẽ chỉ bật tối đa trong vòng 10 phút và sau đó nó lại tự động chuyển về chỉ dành bạ. Apple cho biết việc này nhằm ngăn chặn các yêu cầu nhận nội dung không mong muốn và tính năng tìm kiếm trong tin nhắn cũng được nâng cấp cho phép người dùng tìm kiếm hình ảnh thông qua việc mô tả thay vì chỉ tìm text như trước đây.